Rồi, học第六课，我会说汉语。Tôi biết nói tiếng Hán. Khuây là biết nhưng mà phải học mới biết. Sẽ có từ khuây này. Âm Hán Việt là hội. Ủa khuây xua khan nhủy, ngã hội thuyết Hán ngữ. Sân sử là phần từ mới. Ta có từ cụm từ là trại xuế xeo. Trại xuế xeo là tại học hiệu, nghĩa là ở trường. Trại là tại, là ở. Xuế xeo học hiệu là trường học. Thì xuế là học rồi. Còn xeo là ngôi trường, mái trường. Gọi là xeo, xuế xeo học hiệu. Họ chi đọc lại nào. 我会说汉语，ngã hội thuyết Hán ngữ. Tôi biết nói tiếng Hán. Sân sử từ mới. Trai xuế xeo đại học hiệu ở trường. Hắn học ti mà nhiều khuẩy khuẩy ở mấy Việt là hội là biết nhưng mà phải học mới biết. Chữ khuẩy trên nó có chữ rấn là nhân là người, nó đã học rồi. Dưới nó có từ dúyến, dúyến tròn môi đọc là dúyến, là vân, là mây. Thế còn biết mà không cần phải học phải dùng chữ nào? Ta có từ trư tỏ, trư tỏ là chi đạo, biết nhưng không cần phải học. Thì đằng trước ta có chữ sử là bộ thỉ, nó về mũi tên. Đấy, trong trong tiếng Hán cổ thì mũi tên đọc là sử. Trong từ tạo ở phần trên ta có từ sẩu là thủ, trong từ thủ đô gọi là sẩu tu là thủ đô. Thế còn cái bộ phía tiếp theo của chữ sẩu ấy, cái bộ này này, bộ này được kết hợp với hai nét, ba nét như thế này. Bộ này gọi là bộ quay xước, sứ ước xước sắc xước ấy. Bộ quay xước nói về bước xa, bước dài. Thì bộ quay xước khi viết bao giờ cũng phải viết sau, cũng bao giờ cũng phải viết sau nhé. Còn từ tu là đô thì đằng trước ta có bộ này. Ta có chữ chửa là giả, là nói về người. Đằng sau bên phải ta có bộ này gọi là bộ liễu leo. Bộ liễu leo nói về Gò Ấp đô thị. Gò Ấp đô thị. Rồi, Tuyến đọc lại nào. Huy, hội, viết, phải học. Yến, văn, mây. Chư tạo, chi đạo. Sĩ. Sử. Bộ thì nói về mũi tên. Chậu tu. Thủ đô. Chữa. Giả người. Giả okay. Người. Đọc đầy đủ em. Chữa giả người. Thế theo y, 我会说汉语，我学一年了. Tôi học tôi biết nói tiếng Hán và tôi đã học một năm rồi. Ngã hội thuyết Hán ngữ, ngã học nhất niên liễu. Ủa khuê xua khá nhủy, ủa xuế y nén lợ. Ồ, chạy xuế xeo, sấy tâu trư tạo tha. Chạy xuế xeo là ở trường. Sấy, đây là một đại từ dùng để hỏi, vì nghĩa là ai. Sấy, sấy, nhưng mà ở đây thì không phải dùng để hỏi, mà sấy tâu trư tạo tha nghĩa là ai ai. Mọi người đều biết tới cô ấy. Sấy tâu trư tạo tha, tức là ai cũng đều biết tới cô ấy. Ở trường ai cũng đều biết đến cô ấy. Tại học hiệu Thủy Đô Chi Đạo Tha. Họ Huyền đó. 我会说汉语，我学一年了. Ngã hội thuyết Hán ngữ, ngã học nhất niên liễu. Tôi biết nói tiếng Hán, tôi học một năm rồi. Cha xuế xeo, sấy tâu chư tao tha. Tại học hiệu Thủy Đô Chi Đạo Tha, ở trường ai cũng đều biết cô ấy. Rồi, họ. Tiếp theo, mình hiểu xua. Xua mới Việt là thuyết, là nói. Chữ xua đằng trước ta có bộ ngôn, nói về ngôn ngữ. Bộ ngôn nói về ngôn ngữ. Phía sau ta có chấm phẩy. Thông dưới cái chấm phẩy đấy là bộ khẩu với cả chữ nhi. Thì tạo thành chữ xung. Thế này đọc là xung. Xung là huynh, nghĩa là anh. Huynh trưởng nhỉ ạ. Anh cả, gọi là xung trưởng. Xung trưởng là huynh trưởng. Xung tỷ là huynh đệ, nghĩa là anh em. Tỷ là đệ trong từ tỷ tỷ là em trai. Đấy, xung tỷ là cả anh nhận em gọi là huynh đệ xung tỷ. Ủa khuê xua y ngủy. Ủa thầy nói nhầm. Ủa bú khuê xua y ngủy. Ủa bú khuê xua y ngủy nghĩa là tôi không biết nói tiếng Anh. Ngã bất hội thuyết Anh ngữ. Thì trong từ y ngủy bên trên ta có bộ thảo đầu. Bộ này nhá. Bộ này ta ghi vào. Đây. Phần bộ này gọi là bộ thảo đầu. Nói về cây cỏ hoa lá. Bộ thảo đầu. Ngang không phẩy phẩy là bộ thảo đầu, nó về cây cỏ hoa lá. Dưới bộ thảo đầu ta có một chữ là chữ yang. Chữ này là âm Hán Việt là ương. Trong từ trung yang là trung ương. Trung yang âm Hán Việt là trung ương, nghĩa cũng là trung ương. Ví dụ trung ương đảng chẳng hạn ta gọi là trung yang tả.
Hội nghị trung ương thì gọi là trung gian hội nghị. Học chi đọc lại nào. Sure. Thuyết nói Xu Trạng huynh trưởng anh Xung Ti huynh đệ anh em của Phú Huy Xưa Yên Chủ Yên Ủy đoàn môi Yên Ủy của Phú Huy Xưa Yên Ủy ngã bất hội thuyết anh ngữ tôi không biết nói tiếng Anh Trung Giang Trung ương Trung ương Trung ương đây. Thì san mình hiểu mama mama âm à, Việt là mama là mẹ từ mama trước ta có bộ nữ sau ta có chữ mã là mã là con ngựa thì chữ mama là mẹ đấy là từ phiên dịch từ tiếng Anh ra còn từ tiếng Trung ấy họ gọi là mẫu thân gọi là mủ chin là mẫu thân là mẹ thì chin là thân ví dụ thân nhân chẳng hạn ta sẽ gọi là chin rấn là thân nhân nghĩa là người thân thì phụ là bố thì phụ chin là phụ thân nghĩa là bố thì ghép từ phụ với cả từ mẫu ta có từ phụ mủ là phụ mẫu đấy là bố mẹ phụ mủ phụ mẫu thì từ chin là thân thì chin bên trên ta có chữ lì là lập nói về đứng cái chữ lì đây dưới chữ lập ấy thì ta có bộ này gọi là bộ mộc nói về cây gỗ bộ mộc nhé ta ghi vào bộ mộc nói về cây gỗ đây, trong từ chin đây là bộ mộc rồi họ tuyến trai tú nữa Mama mẹ mã mã ngựa mủ chim à mẫu thân mẹ phu chim phụ thân bố phu mủ phụ mẫu bố mẹ chim rắn thân nhân người thân ly lập đứng nhân thân thì là rấn chin ở đây cái gì cái này có từ thân nhân thân đấy tức là nhân thân thì thực chất là nghĩa là thân phận hoặc là thân phận ví dụ như là chứng minh thư người ta gọi là thân phận chứng tức là cái thẻ để xác định cái nguồn gốc xuất xứ của mình tiếng Việt mình gọi thế thôi nhưng không phải cái gì cũng dịch sang để ý hệt như thế theo ý nghĩa nhân thân thì tính là chính nghĩa là thân phận thì tiếng Trung người ta gọi là nhân thân người ta gọi là thân phận gọi là thân phận còn thân nhân thì mới là chim rắn tiếp theo sử ta có từ trải ở một Việt là thái là thức ăn thì Trung Quốc trải khấn nhiều miếng món ăn Trung Quốc rất nổi tiếng Trung Quốc thái hấn hữu danh tha khôi chùa Trung Quốc trải cô ấy biết làm món ăn Trung Quốc tha hội tố Trung Quốc Thái thì trong từ chùa của chúng ta là trước ta có bộ nhân đứng nói về người phẩy sổ đây đằng sau ta có từ củ là cổ trong từ củ rấn là cổ nhân nghĩa là người xưa đây chữ củ đây đấy, củ rấn là cổ nhân là người xưa đây quý còn từ trại bên trên ta có bộ thảo đầu ta đã biết rồi dưới bộ thảo đầu ta có bộ này gọi là bộ chảo nói về móng vuốt bộ chảo nói về móng vuốt đấy bộ chảo ta có bộ mộc nói về cây gỗ họ Huyền đọc lại nó trai tú nữa trai thái thức ăn Trung Quốc trai hấn kiểu mính Trung Quốc thái hấn hữu danh món ăn Trung Quốc rất nổi tiếng tha khuây chua Trung Quốc trai tha hội tố Trung Quốc thái cô ấy biết làm món ăn Trung Quốc cổ rấn cổ nhân người xưa họ tiêu mà nhiều khẩn âm văn Việt là hấn nghĩa là rất khẩn chữ khẩn đằng trước ta có một bộ này gọi là bộ xích ta ghi vào nhá bộ xích hay còn gọi là bộ chim trích nó về bước ngắn bộ xích hay còn gọi là bộ chim trích nó về bước ngắn đằng sau bộ xích hay còn là bộ chim trích này ta có bộ này gọi là bộ cấn nó về sành soàng mộc mạc ta ghi vào nhá bộ cấn nói về xanh xoàng mộc mạc đấy, trước là bộ xích hay còn gọi là bộ chim trích nói về bước ngắn sau gọi là bộ cấn nói về xanh xoàng mộc mạc úa khẩn máng chẳng hạn tôi rất bận ngã hấn mang thì chữ máng đằng trước tôi có bộ này gọi là bộ tâm đứng có ba nét bộ tâm đứng nói về trái tim bộ tâm đứng nói về trái tim phía sau bộ tâm đứng tôi có
bộ này, chữ này đọc là quáng, là vong, là mất. Quáng là vong, là mất. Học chi nào, trai tú nữa. Hận, hấn, rất. Của hận máng, ngã, hấn mang, tôi rất bận. Quáng, vong, mất ạ. Hấn họ. Thế thầy vừa nói trai tú là gì đấy thầy? Trai tú là đọc lại. Tú là đọc. Em tưởng đọc to. Tả sân tú mới là đọc to. Tả sân. Chỉ tả sân tú nhỉ? Đọc to lên. Liệu hảo trư, hảo ngật. Là trư là ăn. Và khảo trư thì lại là ăn. Cảm thấy đây là một tính từ. Tức là ngon. Ăn ngon. Là ngon. Tha chua tơ chải khấn khảo trư. Tha chua tơ chải là một cụm danh từ. Nghĩa là thức ăn mà cô ấy làm. Tha chua tơ chải. Từ tơ để bắt buộc phải giữ nguyên nhé. Không được bỏ từ tơ. Chữ tơ là kết cấu cố định. Tha chua tơ chải tức là món ăn mà cô ấy làm. Rất là ngon. Bởi vì tại sao là phải giữ cố định cái này? Thì tha chua tơ là kết cấu chủ vị. Khi đặt trước từ trung tâm là từ chải. Thì giữa định ngữ và từ trung tâm bắt buộc phải có trợ từ tơ. Cái cụm định ngữ kết hợp với từ trung tâm tạo thành cụm danh từ. Và khi mà định ngữ là kết cấu chủ vị, tức là động từ, chủ ngữ kết hợp với động từ, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng trợ từ tơ để nối. Chứ nếu không thì nếu ta nói là tha chua chải nghĩa là cô ấy làm món ăn, chứ không phải món ăn cô ấy làm. Món ăn của cô ấy làm, ta phải nói là tha chua tơ chải. Đấy, ta lưu ý điều này. Tha tố đích thái hấn hảo ngật. Đó. Và chữ trư trước có bộ khẩu, sau bộ khẩu có từ ỉ là ất, là thứ hai trong kanji. Trư là ăn thì ta có từ uống đọc là khưa. Khưa âm Việt là hát, là uống thì khảo khưa. Hảo hát nghĩa là uống mà cảm thấy ngon. Chưa trúng sẩy khấn khảo khưa. Loại nước này uống rất là ngon. Giá trùng thủy hấn hảo hát. Hảo tuyến nào. Hảo chư. Hảo ngật ngon. Ta chua tơ chai khấn khảo chi. Chư chư. Khấn khảo chư. Ta chua tơ chai khấn khảo chư. Tha tố đích thái hấn hảo ngật. Món ăn cô ấy làm rất ngon. Ỉ ất thứ hai trong can chi. Khảo hưa. Hảo hát ngon, uống ngon. Chưa trúng xuây. Xuây, chưa trúng xuây. Chưa trúng xuây khấn khảo khưa. Giá trùng thủy hấn hảo hất. Hảo loại hát. Nước này rất ngon. Hảo hát. Loại nước này rất ngon. Thì chi mà nhiều chỗ ở mới biết là tác là làm. Trước là bộ nhân đứng, ta sau cho củ là cổ là ngày xưa thầy vừa nói lúc nãy đúng không ạ? Nǐ yào zuò hǎo rén, nǐ yào zuò hǎo rén, yào là phải đúng không ạ? Chữ yào là phải. Chữ yào bên trên ta có bộ tây, nó về phía tây. À, dưới bộ tây là bộ nữ, nói về người con gái. Đó. Nǐ yào zuò hǎo rén tức là bạn phải làm người tốt, nhĩ yếu tố hảo nhân. Đó. Huyền đó, trai tú nữa. Chùa tác làm củ cổ ngày xưa. Thì giao chua hảo rấn, hảo rấn, nhĩ yếu tố hảo nhân, bạn phải làm người tốt. Giao chua hảo rấn, hảo. Thứ ba, xỉa, âm viết là tả, là viết. Chữ xỉa bên trên nó có một bộ, gọi là bộ mật, nói về bí mật. Đấy, viết là thường bí mật. Dưới chữ mật ấy, ta có chữ này, chữ này, chữ này, đúng không? Chữ ủy, âm viết là dư, nghĩa là và, dùng trong văn viết. A ủy B tức là A và B. Ủa xỉa khan chữ chẳng hạn là tôi viết chữ Hán. Khan chữ là Hán tự. Thì chữ là tự, bên trên nó có một bộ. Bộ này gọi là bộ miên, nó về mái nhà. Dưới bộ miên nó có chữ tử, nó về con trai. Ủa xỉa khan chữ là tôi viết chữ Hán, ngã tả Hán tự. Học chi nào. Ba xỉa tả viết ủy dư và dùng cho văn viết. Wo xie han zhi, ngã tả Hán tự, tôi viết chữ Hán. Ô, thế dùng trong văn nói thì dùng từ gì hả thầy? Khứa. Chữ khứa là và. Trước là bộ hòa, sau là bộ khẩu. Wo khứa nǐ, tôi và bạn. Wo khứa nǐ.
chất thì văn nói văn viết thì văn viết thì nó mang tính chất nó trang trọng hơn và người ta dùng trong các cái văn văn bản giấy tờ nhiều hơn. Thế còn trong văn nói mà người ta dùng văn viết ta nói cũng được chứ không sao cả nhé, chứ không phải nói là bị sai đâu nhé. Vâng, nhưng mà nó sẽ hơi trang trọng thầy nhỉ? Hơi trang trọng, hơi khách sáo. Đấy, tiếp theo, mình hiểu. Khan sử, hán tự là chữ Hán. Thì chữ khan ta lưu ý phía trước là bộ chấm gì nhỉ? Chấm thủy. Chấm thủy, sau là chữ yểu là hữu, biểu thị sự lặp lại đúng không? Đấy. Thì khan sử, hán tự là chữ Hán. Thì nỉ tới khan sử, khấn khảo khan. Chữ Hán của bạn rất là đẹp, khảo khan là đẹp. Nhĩ đích tự hấn khảo khán. Đấy. Thì chữ khan ta lưu ý bên trên này này, bộ này ta gọi là bộ mục, bộ bộ thủ nó về cánh tay, bộ thủ nhá, bộ thủ nó về cánh tay. Dưới bộ thủ là chữ mủ là bộ mục nó về mắt, thì để nhớ từ khan ta đừng nhớ là tay che mắt để nhìn, tay che mắt để nhìn, ta có từ khan là nhìn. Đó nghĩa là tức là tuyến nào. À, khan chữ. Khan chữ. Là khan chữ. Khan chữ. Hán tự. Khan chữ. Chữ Hán. Nỉ tơ chư khẩn khao. Khẩn. Khẩn khảo khan. Khẩn. À, khẩn khảo khan. Nhĩ đích tự. Khẩn khảo khán. Chữ của bạn nhìn rất đẹp. Mù. Mục mắt. Thứ sử mà nhiều chữ, chữ mới biết là tự là chữ. Thì chữ chữ trên là bộ biên, dưới ta có từ chữ là tử, là con trai. Thì tha tơ khan chữ khấn khảo khan. À, chữ Hán của anh ấy rất là đẹp. Tha đích Hán tự khấn khảo khán. À, khấn khảo khán. Huyền ạ. Chữ, tự, chữ, chữ, tử, con trai. Tha tơ han chữ khấn khảo khan. Tha đích Hán tự khấn hấn hảo khán, chữ Hán của anh ấy rất đẹp. À, tiếp theo ta có từ chẩn mơ, âm nó viết là chẩn mơ là thế nào? Chẩn mơ xua nè, ố khẩn ai nỉ chẳng hạn, nói thế nào nhỉ, anh rất là yêu em, dựa trong bộ phim. Thì chữ chẩn bên trên thì không có bộ đâu, dưới ta có bộ tâm, đọc là xin, là về trái tim đúng không ạ? Chẩn mơ dùng để hỏi phương thức của sự việc, của hành động nào đó như thế nào. Chẩn mơ xua nè nghĩa là ý là nói như thế nào nhỉ? Đó. Đó là chữ cơ chữ chấm mà xỉa nữa. Chấm mà xỉa nghĩa là viết như thế nào. Cái chữ Hán này, cái chữ này thì viết như thế nào nhỉ? Chữ cơ chữ chấm mà xỉa nữa. À, giá cá tự chấm mà tả ni. À, chi nữa, trai tú nữa. Sứ y chẩn mơ chẩm ma thế nào? Chẩn mơ xưa nơ của hẳn ai nỉ ai nỉ của hẳn ai nỉ thậm mà thuyết nghi ngã hẳn ai nỉ. Chữ này viết nhầm đấy, chữ này phải là chậm. Chậm tại sao nó không nói là xưa chẩm mơ là giống tiếng Việt đấy thầy? Xưa chẩm mơ nghĩa là nói cái gì, nói cái gì là nội dung, nói đây là nói như thế nào là chẩm mà xua. Thế cái từ chẩm mơ này nó toàn ở trước động từ đây. Đúng rồi, nó trước động từ. Còn chẩm mơ là cái gì thì nó bao giờ đã sau động từ. Nhất là liên quan đến mặt ý nghĩa thôi, nó chẳng có quy định như thế đâu. Xua chẩm mơ. Thì xua chẩm mơ nghĩa là bạn nói cái gì. Thì xua chẩm mơ. Thế về nhà rồi đấy hả thầy? Hả? Ừ, về nhà rồi. Chị đọc tiếp đi chị. Chị đọc tiếp. Nói thế nào nhỉ? Anh rất yêu em. Chưa khơ chư chẩn mơ sở nị sở xỉa 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 nơ nơ. Giá cá tự chẩm ma tả ni. Chữ này viết thế nào nhỉ? Là nào? Sữa, muốn hiểu tú. Tú âm viết là độc, là độc. À, như thầy nói là trải tú đấy. À, tức là trong từ trải chen đấy. Mọi người tìm chữ tú nữa là trải tú, nên là đọc lại. Chữ tú nếu bỏ bộ ngôn đằng trước đi, nó có từ mải, âm văn Việt là mại, là bán. À, từ đọc là mải, mải là mại, là bán. Chữ mải trên có chữ thập đúng không? Ta bỏ chữ thập đi, thành chữ mải, là mãi, là mua.
Chữ mải trên có ngang móc đúng không? Ta bỏ ngang móc đi. Người ta có từ thấu là đầu, nói về đứng đầu. Thấu hoặc là cái đầu, rấn thấu chẳng hạn là đầu người. Thấu não hả? Đầu óc. Chính nỉ tú chưa cơ chữ. Mời bạn đọc cái chữ này. Thỉnh nhĩ đọc giá cá tự. Thì chữ chỉnh trước có bộ ngôn, sau đó có từ chiêng là thanh, nó về màu xanh lam. Đó. Đó. Mời Huyền đó. Trai Tú nữa. Tú đọc đọc mai mãi bán mãi mãi mua thấu đầu đứng đầu chính nhị tú chưa cưa chữ thỉnh nhĩ độc giá cá tự mời bạn đọc cái chữ này trình thanh màu xanh lam. Nào. Lesson 6. I can speak Chinese. 课文 1. Text 1. 你会说汉语吗? 我会说汉语。你妈妈会说汉语吗? 她不会说。New words. 会说妈妈。 你会说汉语吗? Bạn biết nói tiếng Hán chứ? Nhĩ hội thuyết Hán ngữ mà. 我会说汉语. Ngã hội thuyết Hán ngữ tức là tôi biết nói tiếng Hán. 你妈妈会说汉语吗? Mẹ của bạn có biết nói tiếng Hán không? Nhĩ mama hội thuyết Hán ngữ mà. Tha bú khỏe xua. Mẹ tôi không biết nói, bà ấy không biết nói. Tha bất hội thuyết. Tha bất hội thuyết. Mời bạn Tuyến nào. Trai Tú ý biện. À, 你会说汉语吗? 我会说汉语. 你妈妈会说汉语吗? 她不会说. 会 biết 说. Còn đọc tiếp không đấy? À, không, ok. 2. Text 2. 中国菜好吃吗? 中国菜很好吃。 你会做中国菜吗? 我不会做。 New words. 菜很好吃做。 中国菜好吃吗? Món ăn Trung Quốc có ngon không? Trung Quốc Thái hảo ngật mà. Trung Quốc Thái khẩn khảo chứ. Món ăn Trung Quốc rất là ngon. Trung Quốc Thái hấn hảo ngật. Nỉ khuê chua Trung Quốc Thái mà. Bạn biết làm món ăn Trung Quốc không? Nhĩ hội tố Trung Quốc Thái mà. Ủa bú khuê chua. Tôi không biết làm. Ngã bất hội tố. Ngã bất hội tố. Họ Huyền đó. Trai Tú đó. Trung Quốc Thái hảo chứ mà. Trung Quốc Thái hấn hảo chứ. Nỉ khuê chua Trung Quốc Thái mà. Ủa bú khuê chua. Hấn hảo. Món ăn Trung Quốc có ngon không ạ? Rất ngon này. Bạn có biết nấu món ăn Trung Quốc không? Tôi không biết nấu. Hấn hảo. 3. Text 3. 你会写汉字吗? 我会写. 这个字怎么写? 对不起, 这个字我会读, 不会写。 New words. 写, 汉字, 字, 怎么, 读。 你会写汉字吗? Bạn biết viết chữ Hán không? Nhĩ hội tả. Hán tự mà. Wǒ huì xiǎ. Tôi biết viết. Ngã hội tả. Zhè ge zì zěnme xiǎ. Cái chữ Hán này thì viết như thế nào? Giá cá tử. Zěn ma tả. Tôi bù chỉ. Zhè ge zì wǒ huì tú. Bù huì xiǎ. Xin lỗi. Cái chữ này tôi biết đọc. Chứ lại không biết viết. Đối bất khởi. Giá cá tự. Ngã hội độc. Bất hội tả.
chi nào? Nhĩ huy xỉa han chư ma. Bạn có biết đọc chữ bạn có biết viết chữ Hán không? Của huy xỉa tôi biết viết. Chưa cơ chư trần mơ xỉa chữ Hán chữ này viết như thế nào? Tôi bu chỉ chưa cơ chư của huy tú bú huy xỉa xin lỗi chữ này tôi biết nói chứ không biết viết. Tôi biết đọc nhưng không biết viết. Họ nâng nguyên động sử huy động từ năng nguyện huy. Nâng nguyên động sử huy dùng tại động sử chén biểu sư thông qua xuế xí à hộ đỡ mẫu chủng năng lý. Ta tờ phẩu tinh sư sư bú huy lý rú. Động từ năng nguyện huy được dùng trước động từ khác để diễn tả việc có được khả năng nào đó thông qua việc học. Lão phủ định của nó là bú huy. Ủa huy xỉa khan chữ tôi viết chữ Hán. Ủa bú huy chua Trung Quốc chạy tôi không biết làm món ăn Trung Quốc. Nì ma mạ khuê xua khan nhủy mà. Mẹ bạn có biết nói tiếng Hán không? Họ Tuyến nào? Chạy tú sang gần lì chứ. À, wǒ huì xiǎ. Wǒ bú huì. Cái gì đây? Đọc cái gì đây? Wǒ huì xiǎ gì? À. Wǒ huì xiǎ khán chữ, phải đọc đúng chữ. Wǒ huì xiǎ khán chữ. Wǒ bú huì xiǎ. Chua. À, tôi không biết chua Trung Quốc, Trung Quốc chạy. À, nǐ ma mǎ huì huì shuò hán hán chữ ma hán nhủy ma em chỉ đọc cái phiên âm thôi chứ Hán nó không đọc được. Em phải học cẩn thận chứ em cứ cười thôi. Cái gì ra cái đấy, cười là cười, việc học vẫn phải học chứ đi. Học thế làm sao được? Suo han yu ma. Rồi, xing rong si, wei yu qu, câu có vị ngữ là tính từ. Xing rong si có thể dùng tại chủ yu gia chứng tụ phụ si gia xing rong si. Cái cơ chế cấu trong miêu sụ nhân hoặc sự vật tờ tính chất hoặc trạng thái. Chứng tụ phụ si thường thường dùng hẳn phủ định hình thức với chủ ý gia bù gia hình rung sứ, lì rú. Tính từ được dùng để miêu tả tính chất trạng thái của người hay sự vật thường đi cùng với phó từ chỉ mức độ khẩn và được sử dụng trong câu theo cấu trúc chủ ngữ kết hợp với phó từ chỉ mức độ kết hợp với tính từ. Dạng phủ định của câu này là chủ ngữ kết hợp với bù kết hợp với tính từ. Ví dụ, wǒ khẩn khảo, tôi rất là khỏe. Wǒ ma mǎ tè khàn yǔ bù hǎo, tiếng Hán của mẹ tôi không được tốt. Trung Quốc chài khẩn khảo chư, món ăn Trung Quốc rất là ngon. Đó, Huyền đó. Của khấn hảo. Tôi rất khỏe. Của ma mà tơ khan vì tu hảo. Tiếng Hán của mẹ tôi không được tốt. Trung Quốc chai khấn hảo chư là món ăn Trung Quốc rất là ngon. Yếu quan đại sứ chấm mơ lại từ nghi vấn chấm mơ. Yếu quan đại sứ chấm mơ dùng trai tụng sứ chén xuyên luân tung chùa tờ phang sư lì rú. Lại từ nghi vấn chấm mơ được dùng trước động từ để hỏi về cách thức thực hiện của hành động. Y, chữ cơ khan chữ chấm mơ tú, cái chữ Hán này thì đọc như thế nào? À, để tờ khan nhủy miếng chữ chấm mơ xỉa. À, cái tên tiếng Hán của bạn thì viết như thế nào? À, san, chữ cơ chữ chấm mơ xỉa. À, cái chữ này thì viết như thế nào? Chi nó trai tú. Chi ơi. Em quên bật mic. Ờ. Chữ chữ mơ. Đi han chữ mơ han tự han chữ. Chưa cơ khan chữ. Chưa cơ han chữ. Sẩn trần mơ tú. Trần mơ tú. Chữ Hán này đọc như thế nào? Nǐ de hán yǔ
名字。你的汉语名字怎么？怎么写？怎么写？问不起。这个字。这个字怎么写？怎么写？来。好，根据实际情况回答问题。分成了câu hỏi, ta luyện các câu hỏi này đúng không ạ? 1. Nǐ huì shuō hàngyú ma? Bạn biết nói tiếng Hàn không? 2. Nǐ huì xiǎ hàngzì ma? Bạn biết viết chữ Hàn không? 3. Nǐ huì zuò zhōngguó zài ma? Bạn biết làm món ăn Trung Quốc không? 4. Nǐ de hàngyú míng zì zěnme xiǎ? Cái tên tiếng Hàn của bạn. À đâu? Nǐ de hàngyú míng à nǐ yǒu hàngyú míng zì ma? Bạn có tên tiếng Hàn không? Nǐ yǒu hàngyú míng zì ma? Nǐ huì xiǎ nǐ de hàngyú míng zì ma? Bạn biết viết tên tiếng Hán của mình không? Tuyến đâu? Nǐ huì shuō hàngyú ma? Nǐ huì xiǎ hàngzì ma? Nǐ huì shuō zhōngguó zài ma? Nǐ yǒu hàngyú hàngyú míng Mình chị ma Nǐ huì xiǎ Nǐ huì xiǎ Nǐ de hàngyú míng zì ma? Rất tốt. Gěn dú. Zhù yì shēng diào de dàpèi. Listen to the recording and read after it. Chi nha, chi là đọc lại phần này nha. Pay attention to the collocation of tones. Jīn tiān Jīn niān 精彩车票公司刚才操场鸡蛋刮风欢迎经理机会关心关于开始高兴。今年，精彩，车票，公司，刚才，操场，鸡蛋，刮风，刮风，欢。迎，经理，机会，关心，关于，开始，高兴，高兴，兴，什么音？兴。Lesson 6. I can speak Chinese. 一，听力。1. Listening. 第一部分。Part 1. 第一到四题。听词或短语，判断对错。Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如 Example.很高兴 Very happy 看电影 To see a movie 一说汉语说汉语对说汉语 nói tiếng Hán. 答案错了。中国菜。中国菜。来。中国菜 món ăn Trung Quốc. 答案错了。好。好，dừng lại, mình nói luôn. 三。做中国菜。做中国菜。做中国菜 làm món ăn Trung Quốc. 答案对了。
四，汉语老师。汉语老师。汉语老师。嗯，找遍丁涵，答案错了。好。第五到八题，听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 5 to 8. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example 你好 How do you do? 你好很高兴认识你 How do you do? Nice to meet you.五，你们家谁会说汉语？我妈妈会说汉语。五，你们家谁会说汉语？我妈妈会说汉语。五，你们家谁会说汉语？我妈妈会说汉语。Có ai trong gia đình bạn nói biết nói tiếng Hán mẹ tôi biết nói tiếng Hán Tá án sư tá án sư y Mình đọc chính xác như họ ấy. Hay như họ chính xác như họ nên cái lúc họ đọc Điều. Hết sức để ý你会做中国菜吗？我不会做，我的好朋友会做。六，你会做中国菜吗？我不会做，我的好朋友会做。六，你会说中国菜吗？你会做。你会做中国菜吗？我不会说做我不会做我不会说我的好朋友会做他是 B 你啊再见bạn có nói được tiếng Trung Quốc nấu được món ăn Trung Quốc không tôi không biết nấu nhưng bạn tốt của tôi thì biết nấu. Chi. 这个汉字怎么写？对不起，我会读，不会写。七。这个汉字怎么写？对不起，我会读，不会写。七，这个汉字怎么写？对不起，我会读，不会写。chữ Hán này viết như thế nào? Xin lỗi, tôi biết đọc nhưng không biết nói. Ta sư. Không biết viết. Tôi biết đọc nhưng không biết viết.ta sư ấy cái chữ tá án đây này đây là tham khảo tá án tức là đáp án tham khảo ba Trung Quốc cài hào chứ mà Trung Quốc cài hẳn hào chứ ba Trung Quốc cài hào chứ mà Trung Quốc cài hẳn hào chứ ba Trung Quốc chai hảo chứ ma Trung Quốc chai hẳn hảo chứ ta sư đi nghĩa là gì em món ăn Trung Quốc có ngon không
Món ăn Trung Quốc thì rất ngon ạ. Rồi, Tuyến ạ. 5 phần 3 ạ. Đi 3 bộ phận. Part 3. Đi 9 到 12 thí. Thính chữ zi, hồi đáp vấn đề. Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如 Example. 下午我去商店，我想买一些水果。I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 她下午去哪里？ Where is she going this afternoon? 九，我会做中国菜，中国菜很好吃。他会做什么菜？九，我会做中国菜，中国菜很好吃。他会做什么菜？啊，九，我会做中国菜，中国菜很好吃。他会做什么菜？答案呢 ？A， 你来的啊，中国菜，món ăn Trung Quốc。没空。Tôi biết nấu món ăn Trung Quốc. Món ăn Trung Quốc thì rất ngon. À, ai? Anh ấy hay là cô ấy? Anh ấy biết nấu cái gì rất ngon. Món ăn gì? Sở mật chai là món ăn gì? À, anh ấy biết là món ăn gì? Trung Quốc chai. Món ăn Trung Quốc. 十。我的汉语名字是李鹏。我会写我的汉语名字。他的汉语名字是什么？十。我的汉语名字是李鹏，我会写我的汉语名字。他的汉语名字是什么？我的汉语名字是李鹏。李鹏。我，李鹏。我会写我的汉语名字。他的汉语名字是什么？答案呢是李鹏。李鹏，不是鹏。李鹏。这是什么？tên tiếng Hán à chữ tên tiếng Hán của tôi là Lý Bằng. Lý Bằng. Tôi có thể Lý Bằng, tôi có thể viết chữ tên tiếng Hán của tôi. À, tên tiếng Hán của anh ấy là gì? Lý Bằng. Lý Bằng. Lý Bằng.十一，我的好朋友是中国人，他会说汉语。他的好朋友会说什么？十一，我的好朋友是中国人，他会说汉语。他的好朋友会说什么？好。我的好朋友是朋友是哪样的朋朋，这个是我自学的，之前被错，老师不教我的。我妈妈不，这个是对对，
我的好朋友是中国人，他会说汉语啊，他会说汉语。他的好朋友会说什么？啊， 答案 B， 啊，汉语。 cái người bạn tốt của tôi, người bạn tốt, người bạn Trung Quốc, bạn tốt của tôi là người bạn tốt của tôi là người Trung Quốc. Anh đấy có, anh ấy biết nói tiếng Hán. Cái người bạn tốt đấy thì có thể nói tiếng gì à? Nói gì? Cái gì? Chứ. Đá ăn sư. Tiếng cứ chậm chậm sao? Đá ăn sư bi. Ừ. Nói đáp án đi. À, đá ăn sư bi. Hàn dữ, tiếng Hán. Đấy, đúng rồi. Cứ thể thấy nhắc. Em quên. Chậm chậm sao? Em tưởng em nói rồi. Em tưởng em nói đầu rồi. Nói thì phải dịch đi. Thầy. Ừ. Mệt với em. 我妈妈不会写汉字，我会写汉字。谁会写汉字？十二。我妈妈不会写汉字，我会写汉字。谁会写汉字？我妈妈不会写汉字。 我会写汉字，谁会写汉字？ Mẹ tôi thì không biết nói tiếng, không biết viết tiếng Hán. Tôi biết viết tiếng Hán. Ai biết viết tiếng Hán? Ừ, biết chữ Hán. Đáp án A là của là tôi. Ừ, học. Rồi Huyền nào. Sư ba. Sư. 十八，你妈妈会做中国菜吗？大师一，她不会做。嗯，mẹ của bạn có biết nấu món Trung Quốc không? Cô ấy biết à, không biết nấu. Sứ chiều，这个汉字怎么写？大师A。 对不起，这个汉字我会读，不会写。chữ Hán này viết như thế nào? Xin lỗi, chữ Hán tôi biết đọc nhưng không biết viết. Ờ, sư, Lý lão sư, hơi xua Hán dữ ma, ta sư bi, hơi, Lý lão sư, 是中国人, Lý, cô Lý, cô Lý có biết nói tiếng Hàn không? Tiếng Hàn không? Có, cô Lý là người Trung Quốc. Ờ, sư y, nǐ huì xiǎ hàn zhì ma? Ta sư, ta sư đi. 我会说汉语，不会写汉字。 Bạn có biết viết chữ Hán không? Tôi có thể nói chữ nói tiếng Hán nhưng không thể viết chữ Hán. Ở Trung Quốc trai hảo chữ ma tá sư si ở Trung Quốc trai hấn hảo chữ Trung Quốc, món ăn của Trung Quốc có ngon không? Món ăn của Trung Quốc rất ngon ạ. Tôi không biết viết tên tiếng Trung của tôi. À, đáp án Y. Nǐ huì zhuō zhōngguō zài ma? Bạn có biết nấu món ăn
Trung Quốc không? Trung Hoa không? À, tá án B. À, 我朋友会说汉语. 他的汉语很好. À, tá án A. À, bạn của tôi thì biết nói tiếng Trung và tiếng Trung của anh đấy rất tốt. À, lào sư chưa có hán chữ chẩn mơ tú. À, thưa thầy, chữ Hán này đọc thế nào? Nǐ de Zhongguo pengyou hui pengyou hui zhuo Zhongguo chai ma? Đáp án F. À, cái người bạn bạn Trung Hoa của bạn ấy thì có biết nấu món Trung Quốc không? Món Trung Hoa không? Wǒ huì shuō hānyú, nǐ ne? Tôi đáp án G. G. Tôi biết nói tiếng Hán, còn bạn? Nếu đọc số A sử triệu. A sử triệu của mama tơ bằng dầu quê xua hàn dụy. Bạn của mẹ bạn, à, bạn của mẹ tôi thì biết nói tiếng Hán. Đáp án Y. Tơ. Cái cuối cùng là san san chữ nǐ tóng xuế shì nǎ guo rén, bạn của bạn là người nước nào? Đáp án X. H. H. San yǔ yīn. 3. Pronunciation. Dì yī bù fěn. Part 1. 第1到8题， 听录音， 选择听到的双音节词语。 Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the disyllabic words you hear. 1. 经验。 2. 邀请。 三, 修理。 四, 危险。 五, 春天。 六, 新年。 七, 商人。 八, 参观。 第二部分。 Part 2. 第9到16题， 听录音， 给下列词语标注声调。 Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to the following words. 九, 申请, 生病, 十, 身体, 生日, 十一, 交流, 郊游, 十二, 非常, 飞机, 十三, 抽烟, 抽屉, 十四, 分钟, 方便,
十五，超市，安静，十六，刚才，干净。Thế nào? Rồi, Huyền nhìn vào Zalo đọc lại toàn bộ từ và nghĩa nào. Y, trinh gian, kinh nghiệm. O, giao chỉnh, yêu thỉnh, mời. San, siêu lý, tu lý, sửa chữa. Sư, quê sẻn, là nguy hiểm. Ủ, xuân thiên, là xuân thiên, mùa xuân. Liêu, xin nén, xin nín, tân niên, năm mới. Chi, sang, sang rấn, thương nhân. Ba, can, chan quan. Đúng rồi, chan quan. Chan quan là thăm quan. Chiểu, sân chỉnh là thân thỉnh, đơn xin. Sân bình là sinh bệnh, ốm. Sứ, sân thủy là thân thể, sức khỏe. Sân rư là sinh nhật. Sử y, treo liếu là giao lưu, giao lưu. Treo dấu là giao du, chơi ngoại ô. Sử o, phây tráng là phi thường, vô cùng. Phây chi là phi cơ, máy bay. Sử san, Châu gen là trừ yêu hút thuốc. Châu thi là trừ thế ngăn kéo. Sứ sư phân trung phút. Phang piên là phương tiện, thuận tiện. Sứ ủ trao sư là siêu thị. An trinh là an tịnh, yên tĩnh. Cang trái là cương tài lúc này. Can trinh là cương tịnh, sạch sẽ. Ừ, cang trái.